Sao tự dưng nghe cái giọng này quen thế nhở? Cậu ở với tôi bao giờ mà cậu dám nói tôi hôi nách? Ủa, khoan, cậu là ai? Chúng ta có quen nhau đâu? Được lắm, đợi đấy, tôi sẽ cho cậu biết chúng ta có quen nhau không. Này, bạn cậu có phải chơi game 181 phút nên đúng không? Tôi cứ tưởng cậu nói, hóa ra là em trai tôi à. Ủa, là sao? Em trai cậu cũng tên Trường à? Rồi, cậu sẽ biết thôi. Ở đâu ra đây? Rồi, bây giờ đã quen chưa? Trời, đâu ra nữa đây? Tôi không ngờ anh tôi lại giới thiệu cho tôi một đứa hơi nách. May mà có cách nhắc, không tôi lại đâm đầu theo đuổi đứa hơi nách như anh. Tạm biệt. Rồi giờ sao? Em trai tôi cũng có ngày bị chửi kìa. Cậu giải thích đi chứ. Alo, mặt lát quá, có ai nghe thấy gì không? Alo. Hay, công nhận mình thông minh thật, xứng đáng ế cả đời. Trời, nay cô em lại ngồi. Rồi lại gì nữa, đừng nói Vi lại solo kèo không trả nha em. Mà khoan đã đổi đôi. Hai đứa này. Này nha, do tôi thua cờ em chị thôi, chứ không còn lâu tôi mới thèm làm người yêu thắng. Em chị được phết nha. Chị lại khen thừa rồi. Mà chị nữa, phải học thêm chứ, không định ấy đến bao giờ. Chị thích độc thân nha, chứ là cổng trai đứng chờ hàng loạt. Ê, anh tôi xin về. Anh nhá, nghĩa là... Ê, khoan đừng cho cậu. Mày không thớt từ đầu con trai. Tôi vẫn chưa quên chuyện đó đâu. Mặt lát quá, mày đứng nghe chị nói không? Em nghe rõ mà chị. Ghê, lần đầu tiên thấy chị tôi cứu trai. Lần đầu tiên á? Bình thường toàn thấy bà ấy bơ trai lắm anh đi. Ơi nơi chứ, đây cũng là lần nóng anh tôi cứu con gái. Nhiều quá. Ai còn cậu tin, tôi chưa dính sổ chuyện qua đâu. Thật mà chị, anh trai em ghét chơi với gái lắm. Toàn đi solo sợ quá. Có khi nào hai người này sẽ... Không có chuyện đó đâu. Ờ, em đã nói gì đâu nhở? Dâm ba con bót non quá. Này, anh sẽ còn nói theo tôi. Ui trời ơi, rồi xong, hợp nhau thế chứ nhỉ? Còn lâu chị mới yêu cái ông này nhá. Ai đã nói chị yêu anh tôi đâu? Thôi nào hai đứa. Từ từ để chị thay đồ bán cho đỡ cháy, không định lại sợ quá à? What? Ủa? What? Ủa? Bởi ta mới nói. Đúng là một cặp trời sinh. Không phải đâu, chẳng qua là bộ này bộ quốc dân thôi. Thôi, để thay bộ khác không mắc công. Lần này chắc chắn không trụng. Gì nữa trời. Rồi, ây da, tự dưng thấy hương vị ngọt ngào đâu đây. Vi ơi, có lẽ mình nên ra chơi thêm hai. Chứ ai lại xen vào tình cảm của anh chị. Cũng đúng, cố lên anh hai. Chị của em cố lên. Mấy đứa này. Dù gì tụi nhỏ cũng đi rồi, giờ sao nhỉ? Gì, ai biết gì đâu. Mà cậu mặc yên bộ đấy nhá, để tôi thay đồ. Thế giờ chơi team 2 hay team 4? Tất nhiên là team 2, à nhầm team 4 mà. Ai thèm chơi team 2 với cậu? Thì có ai nói gì đâu. Ê anh ơi, có một cặp yêu nhau nè. Chúng tôi không phải người yêu. À thì không phải làm gì mà căng. Cũng đúng, mà có mặc đồ đôi đâu. Bạn Cát chưa có người yêu phải không? Dễ thương đấy. Bạn Trường bên này nhìn sần các thứ, chắc bờ đồ nè anh hai. Trường gánh em nha. Trường ơi cứu em lỡ tay ném lựu rồi. Công chúa ít thôi. Ây da, tôi cũng lỡ tay. Khỏi cần. Thứ gì đâu hậu đậu. Nãy mình chết trước sẽ được hồi sinh đầu tiên. Lại sống rồi ghê. Hết xu rồi. Cát ơi, lên xe mình đèo này. Trường ơi, lên xe em đèo này. Xin lỗi nha, đi bộ quen rồi. Tôi cũng phải. Làm như có giá lắm ấy, không bằng. Chảnh chọe vừa thôi. Sau này lại ế không ai thèm yêu đâu. Ai bảo không ai thèm. Thế mà nói không yêu nhau. Thôi ao đi, em gặp đôi đang giận nhau rồi. Nãy cậu nói gì đó? Gì đâu. Có mà, nói đi. Ao đi. Nói gì nói đi. Thay đồ đi, rồi tí mua cho cậu bất ngờ. Đồ gì cơ? Chúng ta hiểu ý nhau mà. Rồi đấy, bất ngờ gì? Đây. Em tôi xin vào này. Hai đứa này hẹn nhau vô. Bọn em nghe nói chị muốn biết bất ngờ anh của em dành cho chị. Hả, bọn em biết luôn á. Chào chị dâu. Chào anh rể.